Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước và trên kênh Cuộc Sống Nơi Đâu Hồ Giang ạ. Giờ hôm nay thì em quay trở lại với bài kiện của anh Đạt, chia sẻ cùng cô chú mình một lô phôi mai tứ quý. Dạ cô chú mình xem nếu thấy ưng ý cây nào mình liên hệ với số điện thoại anh Đạt giúp em cô chú anh chị ha. Em xin phép xin clip chia sẻ luôn ạ. Dạ đây là một lô phôi mai tứ quý, xíu nữa là anh Đạt sẽ chia sẻ cụ thể cũng như là báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Hôm nay mình giao lưu là tầm khoảng 16 phôi, đa số là tứ quý hết cô chú anh chị nha. Dạ xin chào anh Đạt ơi. Rồi chào Phương ha, chào cô chú anh chị ha. Rồi chúc cô chú anh chị xem clip clip thật hay ha. Lựa chọn mình cây nào vừa ý ha. Rồi cũng cảm ơn cô chú anh chị ha, clip chiều qua ủng hộ em nhiệt tình ha, bán hết clip nha cô chú anh chị. Rồi hôm nay em lên 16 17 cây phôi, cây hàng đẹp không cô chú anh chị. Tứ quý không luôn anh ha? À, toàn bộ tứ quý chân Phương. Dạ. Toàn bộ ở đây là tứ quý hết ha. Dạ rồi, mình vô tiếp thôi nha. Dạ dạ. Dạ. Rồi. Rồi, bắt đầu kêu vô cây số 1 cô chú anh chị. Dạ. Rồi một em siêu lùng lực ha, để cũ xứ anh anh em. Ở thân thì lùng lực đẹp ha. Lùng lực bút măng nha anh em. Cốt cành có gió cài luôn nha cô chú anh chị. Cũ hết biết cái cũ. Em đi giáp đế cô chú mình xem rồi cảm nhận giúp em ha. Đế này không có trống cách nào luôn nha cô chú anh chị, mà cọng rễ là bự bự luôn rồi. Đây, để em đưa cái thùng bê lên cô chú dị so sánh ha. Đó, cái cây khủng dữ lắm nè. Cây bonsai lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Bonsai siêu lùng lực luôn nha anh em. Dạ, em xin số đo luôn. Cây này cây mã số 1 nha cô chú anh chị. Dạ. Cây mã số 1. Ok. Cái đế là lực không mà cô chú anh chị nha. Đế thì bao cô chú anh chị ha. Cây này nói chung là đế quá trời đế. Đế nguyên cục tỏi. Dạ. Dạ, em xin số đo 3 lần luôn ha. Ok. Đó, tổng của đế trước đây ha. Dạ. Tổng của đế nó là 2m2. Tổng của đế đặt nó là 2m2 cô chú chị. Dạ. Rồi anh đo cái củ lửng ở trên ha. Củ lửng ở trên là 130. Vị trí này ha, 50 hoành. Dạ, hoành được 50 nha. Cây lùng lực mà nói nét luôn như cô chú. Cây đẹp quá. Được mà trên ra nó đóng kia chi cành đẹp quá trời đẹp. Rồi cao toàn cây là 72 con gắn. Dạ. Rồi đế sổ cao là 32. Dạ. Cũng con gắn luôn. Nhớt ngọn nó có 12 cô chú chị. Vị trí trên cùng nó là cũng 50 nha cô chú anh chị. Cây đẹp ha. Rồi, cây mã số 1. Tứ quý lùng lực mã số 1 nha cô chú anh chị. Ở trong này có rễ lót hết trời nha cô chú ha. Củ đặc thứ nhất ha. Dạ rồi, em xin giá luôn anh ha. Rồi, cây mã số 1 vô luôn cô chú chị là giá là 25 triệu nha. Dạ. Cây tứ quý lùng lực sắc lớn nha cô chú, 25 triệu. Dạ rồi. Không đặt. Rồi, tiếp cây đục là cây mã số 2 cô chú anh chị. Rồi, một cây đế khủng ha. Tay chật cốt cạnh tứ diện nha cô chú anh chị. Dạ. Cây quá đẹp cô chú anh chị. Cao nha cô chú anh chị nha. Chật cốt cạnh ha. Dạ.
Ở trong nó cốt cạnh lên đó chị, cực kỳ thấp luôn á Quỳnh. Dạ. Lục lực luôn cô chú chị. Dạ, quá thấp nha cô chú. Quá thấp. Đế sổ quá trời. Đây, cô chú chị cứ so sánh trục bê ha. Cây bầu đế khoảng 250 cô chú chị. Dạ. Cây nó khủng dữ lắm ha. Cây này đế sổ đều dắt nha cô chú chị nha. Nó ôm bầu luôn á quý cô chú. Không có trống cái nào luôn mà. Trọng ghế lót chà báo luôn nha cô chú chị. Và thoát thân thấp là chi cành nó đóng tứ diện, nó dốc lên tới ngọn luôn ạ. Lợp thành phẩm như cây thông lớn luôn nha cô chú anh chị ha. Rồi. Em xin thông số luôn anh ha. Rồi, em xin số đo 3 dòng luôn ạ. Rồi, để em đo số đo 3 dòng hết cô chú anh chị. Cây này ngoài khủng lắm rồi cô chú anh chị. Em toàn bỏ hàng lửa không cô chú anh chị. Tiếp này em lên là toàn hàng lửa không ha. Rồi, hoành ngay vị trí là 30 cô chú anh chị. Dạ. Cây củ lửng đây là 120 cô chú anh chị. Dạ. Tổng của đế đặt là nó 2 mét cô chú anh chị. Đế đặt 2 mét ha. Tổng bầu đế 2 mét rưỡi nha. Bầu đế 2 mét rưỡi. Rồi, đế sổ cao là 50 cô chú anh chị. Dạ. Thấy chưa em? Đế sổ cao là 50. Dạ. Cây này thoát thân cực thấp luôn cô chú anh chị. Thoát thân nó có 13. Dạ, thoát thân 13 nha cô. Ừ. Chi 1 nó 17 nha cô chú anh chị. Dạ. Nó lên đều tứ diện tới ngọn luôn nha cô chú anh chị ha. Một cốt trực cho quý cô chú anh chị. Chơi luôn. Rồi, cao toàn cây nó là 1m1 thước dây, 1m5 cô chú anh chị. Dạ. Rồi, đến rồi tới vị trí. Vị trí này là 1m nha cô chú anh chị. Rồi, giấc ngọn nó 12 cô chú anh chị. Cái này là tàn mau chơi lắm cô chú anh chị nha. Chứ còn nó đều tứ diện tới ngọn luôn á. Dạ, em xin nhát cái này luôn anh ha. Rồi, cây này là cây mã số 2 cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 2 giao lưu cô chú anh chị là giá là 25 triệu. Dạ. Quá khủng cô chú anh chị. Hấp đi cái cây rồi. Em đứng trong này là mắt em luôn á cô chú chị. Dạ. Mắt tiêu luôn ha. Dạ, rồi em đổi cây luôn ha. Mã số 3 cô chú chị. Cũng tứ quý ha. Rồi. Một em đế sổ cao ha. Trực tay cành tứ diện cô chú chị. Cốt cành này là dư chơi rồi cô chú. Cốt cành đẹp quá. Cốt cành như chanh dẻ cô chú anh chị. Một em chân dài luôn nha cô chú anh chị. Chân dài mà cộng rễ là bự bự không rồi nha mấy con gái nha. Đây, để em đưa thùng bê vô cô chú anh chị so sánh nha. Đây. À, cây ngoài khủng dữ lắm nha cô chú anh chị. Dạ. Để nó đông đặc hết ha. Mà cộng rễ là bự bự không mà cô chú anh chị. Để lực quá. Có đều nhát đá luôn nè. Dạ. Dạ. Em xin số đo 3 vòng luôn anh. Dạ. Em đo 3 vòng nữa cô chú anh chị.
Em đo cái củ đế đặt nó trước ha. Củ đế đặt nó là 1,5 m cô chú anh chị. Dạ. Một thước dây ha. Dạ. Rồi câu lửng ở trên. Củ lửng lên là 112 cô chú anh chị. Rồi, đế sổ cao là 52 cô chú chị. Dạ. Rồi, hoành đó là 38 cô chú chị. Dạ, 38 rồi. Đây. Có cành mình chơi riêng hoặc là mình ghép cũng mang kính vàng. Trên này chơi riêng đẹp lắm ha cô chú chị. Để em đo chiều cao luôn ha cô chú chị. Rồi cao toàn cây nữa là 1,32 m cô chú chị. Dạ. Tới cái lửng này, tới ngay cái cổ ghế này là nó là 85 rồi cô chú chị. Cây này là giót ngọn nó là 12. Dạ, cây mã số 3. Thoát thân nó nhiều. Thôi, cây này nó quá thoát thân có 7 cm à. Rồi, em xin giá nó hơn ha. Rồi, cây mã số 3 là giao lưu với cô chú anh chị là giá là 22 triệu nha. Dàn xương cốt cành này mình ghép là mau chơi lắm cô chú anh chị nha. Nó đóng kích kịch luôn á hả. Cô chú anh chị mình xem biết thấy ông cái nào liên hệ với số điện thoại của anh Đạt giúp em luôn hả cô chú anh chị. Lô hôm nay kỳ đẹp không cô chú anh chị. Dạ, em mang xương cốt ở cây luôn ha. Cây số 4 ha. Rồi tiếp tục là cây mã số 4 cô chú anh chị. Đây, một em tứ quý đế VIP nha. Đây cành thôi nó VIP quá trời VIP luôn ha. Cây này cũng lùng lực lắm nha cô chú anh chị. Này cục đế nó nở rất ghê luôn cô chú chị. Nè. Nó năng cây ghê lắm ha. Có cảnh lực lực không mà cô chú anh chị. Này lên chậu nó viết cái lợp cái phong đằng dụng cái nữa là hết sảy luôn nha cô chú nha. Đế thì như sắt luôn nha cô chú anh chị. Cộng đế là rất là to luôn ha. Đế lực quá cô chú anh chị ơi. Cộng nào nấy hết hồn cộng đế. Không có trống nhất nào luôn nha cô chú anh chị. Cộng đế lót này rất là to luôn ạ. Để em đưa thằng bé cô chú dựng trên cái cây ha. Nó khủng cái nào cô chú anh chị. Đó. Đây mặt đây luôn nè. Cái cây này chắc khoảng 5-6 thùng bê đúng không cô chú chị? Quá xá cái cây rồi. Dạ. Để nào bàn tay em đưa vô nó chưa thấy gì cho nó chưa thấm nha cô chú chị. Đấy lực ha. Dạ, dạ. Rồi, anh đo thông số luôn cô chú chị. Rồi, 50 hoành nha cô chú chị. Dạ. Rồi, em đo cái cũng lửng như thế này ha. Rồi, một là thước dây nha cô chú anh chị. 150 ha. Dạ. Dạ rồi. Ừ. Đế đặt này 2,5 m cô chú anh chị. Dạ. Đế khủng mà hoành lớn gặp cây luôn ha. Cây này nó lực cây quá trời cô chú chị. Rồi thoát thân nó là 24 nha cô chú chị. Dạ, thoát thân 24. Vàng 24 cô chú chị. Tí sổ cao nó là 37 nha cô chú chị. Dạ. Dạ. Cao toàn cây nó là
86 cô chú anh chị. Dạ rồi. À, cây số 4 nha cô. Cái cây này trồng chậu mấy ta? Cây này cô chú chị trồng chậu nó là 84. Dạ. Cô chú chị trồng chậu chín nha. Rồi cây này lực cây lắm nha cô chú, mã số 4 em xin giá luôn nha. Rồi cây mã số 4 cho luôn cô chú chị, là giá là 29 triệu nha cô chú anh chị. Dạ. Tay cành đều và đế khủng luôn nha cô chú. Cây nó lực cây ha. À, được cái sắc lớn nha cô chú, hoành lớn ha. Rồi, em lực cây quá. Dạ. Yeah. Số dạ, số 5. Số 5 cô chú anh chị. Đây cũng em tướng quý ha. Rồi một em trực ha, cút cành đẹp nha cô chú anh chị. Đế cũ ha. Cây mã số 5. Đó, biết cái cũ cô chú anh chị. Cũ đặc cứng ngắt luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Cốt cành nó như sắp ha. Nó đều trứ diện hết ha. Không thiếu một chi nào cô chú anh chị. Dốt cây luôn nha. Nó dốt cây ha. Cái này đế sổ đúng là có cũ đế nở luôn á cô chú anh chị. Cũ đế đặc hết trơn cô chú anh chị. Phai phai cũ này quá. Trong đế là bự bự luôn á. Cái này về cô chú chị là ghép mau chơi lắm ha. Khúc cạnh nó đều quá. Đây, để em đưa cái thùng ba cô chú chị so sánh cây ha. Đây. Đây. Rồi, em đo thông số luôn nha cô chú chị. Cái mã số 5. Bốn mươi bốn hoành nha cô chú anh chị. Dạ, vị trí này 44. Hơn 44, tính 44 nè. Ok rồi. Dạ. Cái cũ như này bự quá trời bự. Cái cũ như này là 58 nha cô chú anh chị. Rồi, cục đế đặt là 1m6 cô chú anh chị. Đo cù lửng luôn ha. Cù lửng đây là 109 nha cô chú anh chị. Cây thoát thân cực thấp luôn cô chú anh chị. Thoát thân có 23 cô chú anh chị. Cúc cành như đặt, cúc cành lực quá, đây lực quá. Cúc cành nó chi một nó là 30 nha cô chú anh chị. Chi 2 35. Dạ. Dạ, tính xin tổng chiều cao luôn anh á. Anh leo hết nổi. Rồi, cao toàn cây lớn là 1m26 cô chú chị. Dạ. À, tới ngay chỗ lửng này là 94 nha cô chú chị. Dớt ngọn nó là 11. Dạ. Cây lực cây nha cô chú chị. Chi cành nó về mình đóng ha. Thả màu trời lắm cô chú chị. Cây đẹp quá. Dạ. Rồi em xin ra giá luôn anh ha. Rồi cây mã số 5 này giao lưu với cô chú chị là giá là 17 triệu ha. Dạ, mã số 5. Dạ. 17 triệu nha cô chú chị tứ quý mã số 5. Rồi em xin đổi cây luôn ha. Tiếp tục em siêu lục lực bonsai ha, năm tược ngũ phúc nha cô chú anh chị. Dạ. Một mãi em cái cây mã số 6 ha. Cục đế hết biết cái cục đế nguyên cái cũ rồi cô chú anh chị. Cũ mở đông đặc ha. Nó sổ dài dài xuống ha. Không chống mặt đế nào hết trơn ha cô chú anh chị. Dài đế nó đặc sệt luôn nha cô chú anh chị. Cây này đúng lùng lục luôn nè. Cây này đúng cây bonsai cô chú anh chị. Rồi đem đưa thùng bê cho cô chú anh chị so sánh nè. Cây nó bự nha cô chú anh chị. Cái thùng bê đưa vô mới hơi háo gì.
chị. Không thấm thiết. Dạ. Dạ, em đo thông số rồi. Cái này cái máy số mấy ta? Dạ, số 6. Cái máy số 6 của chú anh chị. Đây này là đó nó nằm ở trong cái lưu đó, rồi xong chủ nhà nó xuống đất nè cô chú chị. Nó xuống trong bồn á. Quá lộn nước lộn thước. Em làm anh gói cho anh lộn chân. Rồi, hoành nó là 36 cô chú chị. Cái củ lửng ở trên này ha, củ đặt trên này ha, củ đặt trên này là nó 100 cô chú anh chị. Củ dưới như trái banh vậy đó cô chú. Củ dưới giống thịt trái banh ha, mét tư ha cô chú anh chị. Rồi, tổng bộ đế là mét 7. Rồi, đế sổ cao là 54 cô chú anh chị. Dạ. Đế sổ mà đâu nhiều bầu luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Cao toàn cây nó là 75 cô chú anh chị. Dạ rồi. Cái này giót ngọn cực kỳ nhỏ luôn cô chú anh chị. Nó ngọn nó 13. Lùng lực 5 tuần ngũ phúc nha cô chú anh chị. 1 2 3 4 sao 5. Phải phơi tứ quyết em mua sai đế hơn sổ đặt luôn nha cô chú. Mã số 6 em xin giá luôn nha. Rồi cái mã số 6 vô luôn cô chú vậy là giá 18 triệu cô chú chị. Dạ. Đi luôn đi. Dạ cái mã số 7. Rồi tiếp tục là cái mã số 7 cô chú chị. Dạ. Rồi cũng em tứ quyết ha. Rồi dán quỳ cô chú chị. Rồi chi cành thôi như cái đám rừng ha. Này em cắt hay mới hấp với là cắt ha. Đó, cô chú nào là về mình có sáng kiến cắt đẹp hơn là mình về cắt phụ em nha. Em gói lắm rồi. Dạ, cái nhà lùng lực sắc lớn luôn nha cô chú anh chị. Em gói cái được cắt dữ lắm rồi. Cái này đế cũng gậy lực lực rồi, có kéo cái lót rửa chữ chân cô chú anh chị nha. Có đọc chủ ngay tâm luôn nha cô chú anh chị. Rồi em xin số đo luôn anh nha. Rồi cây mã số 7 cô chú anh chị. Mã số 7. Cây này sắc lớn rồi chú anh chị. Bốn mươi sáu hoành. Rồi cái củ đế dưới này là đế lửng dưới này là 114 nha cô chú chị. Dạ. Em đo tổng củ đế đông đặc luôn ha cô chú chị. Tổng củ đế đông đặc nó là 1,5 m. Đế sổ cao nó là 30. Cao toàn cây nó là 62. Giót ngọn nó là 11. Mà cắt cái nhựa mạnh đó rồi cô chú anh chị mình đi. Cái này mình trồng ghép là ok cô chú anh chị. Về chảm bỏ công rễ sau lưng này là bỏ nè cô chú anh chị. Chảm bỏ xác vô lấy cái củ rồi cô chú anh chị. Dạ rồi cây số 7 cây bonsai lùng lực sắc lớn mình giao lưu giá nhiêu anh ha. Rồi cây số 7 em giao lưu giá 12 triệu nha cô chú anh chị. Cây mã số 7. Em nói cây nữa nha. Chú anh chị, đây một em đế cũ á. Đế cũ siêu lục lực búp măng luôn.
Bây cái gỗ hết rồi, cái gỗ của cô chú chị. Ừ, cái này nó nổi da đế luôn ha cô chú nè. Đây, cô chú chị so sánh đồng bề ha. Đó. Kè ngoài khủng lắm nha cô chú chị. Dạ. Thôi, tôi quý mã số 8 cô chú anh chị mình xem rồi cảm nhận giúp em ha. Cái này cũng đều dách đế luôn, không có trống bên nào luôn à. Cốt cành có sẵn về mình ghép dài bo là cái càng dùng cái là ok là cô chú chị ha. Cây này cô chú về cắt lùng nữa đẹp lắm ha cô chú chị. Em chờ ha. Giờ cô chú chị với cô chú giật cắt lùng xuống đẹp lắm ha. Dạ, gạch mình cho thông số luôn anh ha. Rồi, em đo thông số luôn nha cô chú chị. Rồi, em đo cái củ trước đi ha. Cậu lẫn với này trước đây ha. Rồi cái củ dưới này là 1m4 cô chú chị. Củ lẫn này 1m4 ha. Rồi củ để đặt dưới này là 2m nè cô chú chị. Rồi đế sổ cao là 33 cô chú anh chị. Đế sổ cao là 33. Cao toàn cây nó là 58. Dốc ngọn nó là 12. Rồi hoành nó 41 cô chú anh chị. Chắn đâu? Dạ, rồi 38 rồi chứ anh chị. Dạ. Vị trí là 38 rồi. Dạ. Dạ rồi. Em đứng ngoài sau mà nó cắn đâu em thấy nha cô chú chị. Dạ. Chứ phải em đo ăn gian nha. Dạ rồi cô chú anh chị mã số 8 thôi tới quý. Em xin giá luôn rồi. Thôi cây này vô luôn cô chú anh chị là giá là 14 triệu ha. Dạ. Hình chơi mặt nào cũng ok cho hết cô chú anh chị. 14 triệu cây mã số 8. Dạ em xin đổi cây luôn nha. Dạ. Cốt cành đều tứ diện ha cô chú chơi. Cây này trực quân tử không nha cô chú? Trực quân tử. Cây này cũng xác lớn lắm nha cô chú nha. Xác lớn nha. Đây, cô chú so sánh được bè ha. Dạ. Nó gom củ gom đế nha cô chú mà cắt kéo nhựa mạnh luôn à. Dạ. Cốt cành thì khá là đều luôn nha cô chú. Rồi, em đo thông số đi cô chú anh chị. Dạ. Yeah. 43 hoành nha cô chú anh chị. Chạc nở. Chạc nở 51 cô chú anh chị. Dạ. Củ đế đặt ở đây là 102 cô chú anh chị. Rồi, tổng cô đế 1m6. Thoát thân là 18. Đế gom củ gom đế nha cô chú anh chị nha. Rồi, đế sổ cao nó là 33 nha cô chú chị, tiền nha. Rồi em đo nó cao toàn cây của chú chị. Rồi
cây, lật cây ha cô chú chị. Rồi cao tôi cây làm 1m2. Cốt cành cũng lực lực luôn nha cô chú anh chị ha. Dạ, cái này thì mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Rồi, cây này giao lưu cô chú anh chị là giá 9,5 triệu ha. Dạ, mã số 9 nha cô chú anh chị. 9,5 triệu. Dạ rồi, em nổi luôn nha. Số 10 cô chú anh chị. Dạ, mã số 10. Rồi, một em tứ quý ha. Để luôn rồi cô chú chị. Cây bonsai ha. Cũ đẹp quá. Mình trồng vô diễn cái thời đế đặc tập này là ok rồi cô chú chị nha. Nó sổ đứng mà nó đặc luôn á cô chú chị. Không đặc biệt nó nằm tược ngũ phút rồi cô chú chị. Đọc chủ là ngay canh đi nha cô chú nha. Lên cái chậu bonsai viết viết một cái nữa là em nha cô chú anh chị. Cây này đế nằm luôn cô chú anh chị. Lưu mấy chục năm ha. Trên 40 năm ha. Mình xin số đo luôn ha. Cái này nó đặt kẹo luôn á cô chú anh chị. Rồi cây này em đo 2 vị trí ha. Nhỏ nhất trên này đi. Dưới này đi. Đó hai vị trí cô chú chị ha. 26 hoành ha. Dạ. Keo nhỏ Mỹ ở trên luôn nha cô chú chị. Là 19. Dạ. Rồi cú đế đặt ở đây là ngay vị trí này là 49 cô chú chị. Đây xin lỗi. Ở đây là 80 cô chú chị. Tổng bồ đế là 1m15 nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, đế sổ cao là 25 nha cô chú anh chị. Cao toàn cây là 40. Dốc ngọn nó 8 cm. Cái này nó cũng già lắm rồi cô chú anh chị, cái ruột đó ao luôn ha. Cây này ra bao cô chú cho là nó già luôn ha. Cắt cây là nó đỏ rồi cái miếng trắng không có cô chú anh chị. Đế thì đặt kẹo nha cô chú anh chị. Đế thì bao cô chú anh chị ơi. Dạ mã số 10 em xin giá luôn anh nha. Rồi cái mã số 10 giao lưu cô chú anh chị là giá 9,5 triệu nha. Ừ. Bonsai mini hết biết cái củ đế rồi cô chú anh chị. Dầm thấy cưng lắm cô chú anh chị ơi. Mở luôn nha. Dạ thật. Mã số 11. Rồi tiếp tục là cái mã số mấy ta, số 10, số 11 phải không? 11. Một em tay cành nhạo ha. Này được ông già xưa ông bẻ ha. Cây cổ kiển rồi cô chú anh chị. À, cái đường thân lắc như chanh vậy. Nó lắc thân. Cây này già cây dữ lắm nha cô chú anh chị. Tuổi đời nó cũng mà trên 30 năm ha. Cô chú anh chị cắt ra là tỏ cái đó, đó ao chứ ha. À, đế nó cũng ok lắm cô chú anh chị nha. Đế nó đều ha. Cây này là chuẩn cây cổ kiển luôn nha cô chú chị. Tứ quý mà sưu tầm cái cây này hơi khó sưu tầm mà cô chú chị. À, em xin hôn số luôn anh nha. Dạ. Quanh 19. Dạ. D đặt 98. Rồi, chi 130. Cao toàn cây nó là 95 cô chú anh chị. Ừ. 12 cô chú anh chị. Dạ, chi 1. Chi 2 cũng 12. Còn xíu xíu. Gió còn chút xíu. Nhọn ngón tay em à, không được nữa. Ông già xưa ông bẻ nhạo đẹp quá. Dạ.
cổ kiển. Rồi cây này mình giao lưu giá nhiêu anh ha? Cây mã số 11. Rồi cây này giao lưu cô chú chị là giá 6.8 nha. Dạ 6.8 tứ quý chi nhạo ha coi chú. Chi nhạo ha. Cây này nhạo đẹp ha cô chú chị. Dạ. Này về mà ghép siêu bông bình lợi nữa chơi đẹp lắm rồi cô chú chị. Cây nó già cây. Dạ em đổi cho nha. Dạ. Mã số 12. Rồi tiếp tục là cái mã số 12 cô chú chị. Rồi một em đế cũ cũ độc đặc ha. Cây này nằm trong cái lu hồi nhỏ cô chú chị. Tay cành trực ha, trực trong lùng nha cô chú chị. Đế như cái bình bông. Đều chứ. Cây này mã số 12 không ta? Dạ mã số 12. Cốt cành đều và gió cây nữa nha cô chú nha. Cách cho lùng tán cái lá xuống chín luôn nha cô chú chị. Này cô chú nào thích chơi lùng mình tán đây ha. Dạ. Đó. Còn theo em thì em giữ nguyên mình ghép mau chơi ha. À, nguyên cái đế này là nó đặt. Đế đặt cứ ngắt. Mà nó sổ đúng cái bình bông luôn á chú chị. Đặt mà nó kẹo chứ nha cô chú chị. Đế ở dưới tràn ra miệng bầu luôn nha cô chú chị nha. Đế lưu anh ơi. Chứ phải đế bình bông. Dạ em xin số đo 3 dòng luôn nha. Rồi cục đế đặt ở đây là 91 rồi cô chú gì. Dạ. Cục đế nó đang là kiểu cái bình bông cái đo cái bình bông này. Bình bông là 59 rồi cô chú chị. Dạ. Yeah. 37. Dạ. Lý sổ cao 37. Dạ. Cái này em đo hai vị trí nha cô chú chị. Ha. Em đo ở vị trí này rồi đo vị trí cho anh nha cô chú chị. Rồi cô chú chị tính quạnh đâu cũng được ha. 34 nha, vị trí này 34 nha. Vị trí này 34. Dạ. Rồi, vị trí này là 24. Rồi, tốt thân nó là 13. Cao toàn cây nó là 98. Dạ. Rồi, tới củ lửng này là 58 cô chú chị. Dớp ngọn nó là có 8 cô chú chị. Xin giá luôn anh nha, mã số 12. Rồi, cây này giao lưu cô chú chị là giá 10.500 nha. Cây mã số 12. 10.500 nha cô chú chị. Dạ, dạ em đổi cây nha. Dạ. Tiếp tục là em tứ quý ha. Mã số 13. Em này là chủ nhà hồi đó người ta trồng dưới đất nè, ghép bằng cúc tà hương nha cô chú chị. Ghép liền cốt đó nha. Cúc tà hương. Về cô chú chị khỏi ghép nữa. Đó để mình ra bún chia ra chơi ha. Nè đây tâm mục nè ha. Đó. Cúc tà hương nha cô chú chị. Cái này nó cũng gom đấy. Ừ. Cục đế thấy giảm tới cưng á. À, cây mã số 13. Đế nó gom đấy. Cái dầm nó cái củ đẹp lắm. Dạ rồi em xin thông số luôn nha. Tổng bầu đế là 1m03 cô chú chị. Tí sổ cao là 25. Cái củ dễ cưng này nó nhiều. Củ dèm này đẹp lắm cô chú chị. 46 cô chú chị. Yeah. Cao toàn cây là 76. Dốc ngọn nó có 5 à. Nó ghép liền cốt với nhau cô chú chị. Ghép cúc tà hương mà liền cốt hết ha.
Dạ, em sẽ xuất đậu hoành luôn. Đó chưa? Chưa hả? Dạ. Hoành cái này lớn lắm mà cô chú chị. Biết rồi sao lớn lắm ạ. Rồi, hoành nó là 18 cô chú chị. Dạ, 18 à. Rồi, mã số 13. Rồi, cái mã số 13 này giao lưu cô chú chị là giá là 2 triệu 9 nha. 2 triệu 900k. Dạ, rồi. Cái mã số 14 nè cô chú chị. Cây mã số 14. Dạ, cây dán trực, gót cây, thông cây lắm nha cô chú anh chị. Cây đế cũ mà trực, cốt cành đè đều tứ diện cô chú anh chị. Cũ à. Cũ dập tay lắm cô chú anh chị. Dạ, nó cũng gom, nó nồi đế lắm nha cô chú, mà cộng rễ là bự bự luôn ha. Dạ rồi, em xin thông số nữa nha. Dạ. Ba mươi bảy hoành nha cô chú anh chị. Dạ, 37 hoành. Ừ. To chặt nở như này lớn ha. Tí mà màu lớn này. Nhưng chỗ này lớn ha. Này 40 ha. Thoát thân nó 15 cô chú chị. Đế sổ cao là 29 nha. Cao toàn cây nó là 92 cô chú chị. Chi cành nó tứ diện ha. Cây này lập tàn mau chơi lắm cô chú chị. Nó không tháo chống một xương nào hết cô chú chị. Dạ, dạ, em xin dòng rồi báo giá giúp em luôn nha. Dạ. Mã số 14 nha cô chú chị tứ quý. Cây mã số 14. Dạ rồi, em xin giá luôn hả? Trời ơi, cây này giao lưu của cô chú chị là giá 6 triệu 8 nha. Dạ, 6 triệu 8. Dạ, dạ. Em tứ quý đế cũ ha. Đế cũ mà thân trực lắc nha cô chú chị. Cây mã số 15. Dạ, cốt cành có luôn nha cô chú anh chị. Cốt cành mà thân nó trực lắc nha cô chú chị. Dạ. Ha. Từng thằng đẹp mà cô chú chị. Thằng đẹp mà đế đẹp luôn ha. Đế nguyên cái cũ. Cũ đặc hết chưa. Dạ, đế này nó gom nguyên cái nồi đế luôn nha cô chú anh chị. Độ sổ vừa phải nha cô chú nha. Dạ, anh gọi em xin số đo không? Dạ, em đo thông số cô chú chị. Rồi, em đo cái cũ đặc nha. Củ tỏi đặt đây ha, là 95 cô chú anh chị. Dạ. Rồi củ đế đặt ngay vị trí này là 1m35-36 cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi đế sổ cao là 27 cô chú anh chị. Hốc thân nó 19 cô chú anh chị. Cao toàn cây nó là 76. Gốc ngọn nó là 11. Rồi hoạch 30 cô chú anh chị. Rồi tôi quý cái mã số 14 nha cô chú anh chị ha. 15. À xin lỗi 15. Rồi cây mã số 15 là giao lưu cô chú chị là giá là 5 triệu 9 nha. Và cái mã số 16. Dạ. Còn cái nào nữa ta? Rồi cây 16 là cũng là cây cuối clip nha cô chú chị. Dạ, mã số 16. Cây mã số 16. Rồi một em đế lu. Cây này cũng một cốt. Lấy đặt cứng ngắt luôn ha. Nó nằm trong cái lu ha. Ừ, cái nồi đế. Miệng lu còn nè. Đó. Lu còn ha cô chú chị. Cái này đế nó gom cô chú anh chị. Dạ, đế sổ mà gom đá đâu mà. Rồi, cốt cành nó có sẵn luôn ha. Về mình ghép vô là chơi ha. Cái này là do chủ nhà chặt ha. Rồi về mình lấy lại cốt cành nha cô chú chị. Dạ. À, ghép chi đây ha. Rồi, đều tứ diện luôn ha. Đây mình dịch xuống chút ha.
em xin cho chút nào luôn nha. Dạ, ok. Tổng của đế đặc, tổng của đế đặc là 1m04. Đế lửng đây là 82. Rồi, quanh ngay vị trí này là 26 cô chú chị. Dạ, 26 rồi. Đây. Rồi, đế sổ cao là 29 cô chú chị. Cây thoát thân cực thấp luôn, có 9 cm nè. Rồi, cao toàn cây là 68 cô chú chị. Giót ngọn nó có 11 cô chú chị. Rồi, em đế tứ quý đế lưu này giao lưu cô chú chị là giá là 7.8 triệu nha. Dạ, 7.8 triệu. Đế điều không có hơi. Để đặt cứng nhắc thôi cô chú chị ha. Dạ rồi. Rồi, cây này cũng cây của clip ha. Rồi, chào cô chú chị ha. Chúc cô chú chị xem clip thật hay nha. Lựa chọn cho một cây vừa ý ha. Em cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại cô chú. Rồi, chào cô chú chị. Chia sẻ tiếp theo ạ.